Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát chạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc Sa Môn, Bát Thích Mật Đế dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà Thích Ca dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn Hoài Địch chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Kinh văn: A Nan, nhược nhữ kiến thời, thị nhữ phi ngã, kiến tánh chu biến, phi nhữ nhi thùy. A Nan, như khi ông thấy thì chính ông chứ chẳng phải Như Lai. Tánh thấy trùm khắp đó, chẳng phải ông thì ai? Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một lần nữa lại gọi đệ tử. A Nan, bây giờ ông đã hiểu chưa? Như Lai đã giải thích cho ông rất nhiều giáo lý mà nay ông vẫn còn mê muội. Ông chưa được thông đạt. Như khi ông thấy thì chính ông chứ chẳng phải Như Lai. Cái thấy mà ông có thể thấy được là tánh thấy của ông chứ chẳng phải của Như Lai. Tánh thấy trùm khắp đó, chẳng phải ông thì ai? Ông có tánh thấy, Như Lai có tánh thấy, và mọi người đều có tánh thấy. Tánh thấy bao trùm khắp tất cả, và thực chất tánh thấy nơi chúng sinh và tánh thấy của chư Phật là giống nhau. Nên nói, nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Đến địa vị bậc thánh, tánh thấy ấy không tăng thêm một mảy may. Ở địa vị phàm phu, tánh thấy ấy chẳng giảm bớt một chút ít nào. Ông có tánh thấy của ông, Như Lai có tánh thấy của Như Lai. Mọi người đều có tánh thấy của họ, và thực chất tánh thấy ấy là đồng như nhau. Đó chính là điều quan trọng mà mọi người đang vận dụng. Nó không bao giờ thiếu sót. Điều kỳ diệu là nằm ở điểm này. Vì mọi người đều có tánh thấy của mình, vì tánh thấy bao trùm khắp tất cả. Thế thì ông định cho ai tánh thấy này nếu ông không muốn nhận nó? Nếu ông không dám nhận tánh thấy của mình, thế thì tánh thấy ấy là của ai? Nếu tánh thấy ấy không phải là của ông, hãy nói cho Như Lai biết ngay nó là của ai. Đến đây, A Nan lại lúng túng không trả lời được. A Nan bị líu lưỡi một lần nữa. Kinh văn: Dân hà tự nghi nhữ chi chơn tánh, tánh nhữ bất chơn thủ ngã cầu thật. Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng chân mà bám vào Như Lai? Như Lai cầu cái chân thật. Giảng: Sao ông tự nghi chân tánh của mình là chẳng chân mà bám vào Như Lai? Như Lai cầu cái chân thật. Tại sao ông nghi ngờ những gì của mình? Ông nghi ngờ tánh thấy của ông, nhưng tánh thấy của ông là chân thực, không một chút hư vọng nào cả. Nhưng ông cứ nghĩ rằng tánh thấy ấy không chân thực, nên ông quay sang cầu mong Như Lai chứng minh cho tánh thấy ấy là của ông. Với suy nghĩ như vậy, ông càng chạy càng xa mục tiêu. Ông đang quay lưng với đạo, lạc mất lối về. Ông thật đáng thương xót. Đến lúc này, Đức Phật chẳng còn cách nào để giúp A Nan được nữa. Cũng giống như khi đệ tử không vâng lời tôi nữa, tôi cũng chẳng có cách nào giúp họ. Đức Phật đã giải thích rất nhiều đạo lý, nhưng A Nan không chịu nghe. Đức Phật càng giảng giải cho ông càng không hiểu. Không còn cách nào giúp A Nan nữa, Đức Phật trông chờ vào lời đáp của A Nan. Kinh văn:
A Nan bạch Phật Ngôn Thế Tôn: Nhược thử kiến tánh, tất ngã phi dư. Ngã giữ Như Lai, quan tứ thiên dương, thắng tạng bảo điện, cư Nhật Nguyệt cung. Thử kiến chu viên, biến sa bà quốc. Thối quy tinh xá, chỉ kiến Già Lam. Thanh tâm hộ đường, đảm chiêm diêm vũ. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là con, chứ chẳng phải là gì khác. Thế khi con và Như Lai xem lầu các bảo điện thù thắng của tứ thiên dương trong cung Nhật Nguyệt, cái thấy này bao trùm cả cõi ta bà. Quay về tinh xá, chỉ thấy giường chùa, nơi giảng đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang. Giảng. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là con, chứ chẳng phải là gì khác. Như Lai chắc chắn bảo rằng, tánh thấy có thể thấy được vật này hiển nhiên là của con và của mọi người, mà chẳng phải là cái gì khác. Thế khi con và Như Lai xem kho tàng bảo điện thù thắng của tứ thiên dương, Như Lai đã dùng thần thông để giúp cho con thấy được cung điện của tứ thiên dương. Thù thắng có nghĩa là rất tốt đẹp và vi diệu. Lầu cát có nghĩa là những châu ngọc đặc biệt quý báu được dùng để làm cung điện. Trong cung Nhật Nguyệt, chúng ta cũng đang cùng đi tới cung Nhật Nguyệt. Cái thấy này bao trùm cả cõi ta bà. Bây giờ tánh thấy này có thể nhìn thấy được rất xa và rộng, có thể thấy được mọi thứ ở khắp nơi. Điều này chứng tỏ rằng tánh thấy hoàn toàn bao trùm khắp. Đến đây, có người sẽ bảo rằng cụm từ cõi ta bà và cõi diêm phù đề như vừa nói ở trước nên được thay đổi. Nhưng thực ra, nó có cùng ý nghĩa như nhau, không cần phải thay đổi. Điều ấy không quan trọng. Vấn đề chính là quý vị phải hiểu được lý trong đoạn kinh văn này. Có người cho rằng cõi ta bà là chỉ cho thế giới chúng ta đang sống, còn cõi diêm phù đề là bao gồm rất nhiều thế giới. Nhưng có thể xem cõi ta bà với ý nghĩa là có nhiều thế giới cũng được. Theo ý nghĩa tôi đang giảng kinh này, thì hai thuật ngữ trên là không có gì thay đổi. Quay về tinh xá, chỉ thấy giường chùa, nơi thiền đường thanh tịnh thì chỉ thấy hành lang. Chữ Già Lam trong kinh văn là chỉ cho tinh xá trúc lâm. Già Lam dịch sang tiếng Hán có nghĩa là chúng viên, giường chùa, là nơi có các vị hộ pháp như Quan Ti Cung, Quan Công với bộ râu dài và gương mặt đỏ. A Nan nói rằng, con thấy có rất nhiều vị Bồ Tát hộ pháp Già Lam đang ở quanh đây. Trong cụm từ thiền đường thanh tịnh, thanh tâm hộ đường, chữ tâm không có nghĩa là con tim, mà có nghĩa là trung tâm của khu Già Lam. A Nan nói, khi con vào bên trong, con chỉ thấy hành lang, hiên nhà trước mặt con, chứ không có gì nữa cả. Còn khi nhìn lên trời, con thấy rất nhiều. Bây giờ trong phòng này, con thấy ít hơn. Rốt cuộc, cái thấy của con co rút vào đâu? Tại sao không thấy được bên ngoài? A Nan vẫn còn lý lẽ để thắc mắc. A Nan vẫn còn muốn tranh luận với Đức Phật và muốn Đức Phật phải quan tâm đến lý lẽ của mình. Những lý lẽ A Nan sẽ trình bày tiếp sau đây rất là kỳ đặc. Kinh văn: Thế Tôn, thử kiến như thị, kỳ thể bổn lai chu biến nhất giới, kim tại thất trung duy mãn nhất thất, dị phục thử kiến xúc đại di tiểu, dị đương tường vũ giáp linh đoạn tuyệt, ngã kim bất tri tư nghĩa sở tại, nguyện thùy hoàng từ dị ngã phu diễn. Bạch Thế Tôn, cái thấy này như vậy, bản thể của nó trùm khắp cả pháp giới. Nay tại trong phòng,
thì chỉ khắp một vòng. Vậy cái tế này rút lớn thành nhỏ hay bị tường vách xen vào giữa làm cho dứt đoạn? Này con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Kính mong Như Lai từ bi dạy rõ. Giảng: Dạy một đệ tử như A Nan thì thật là mệt nhọc, thật quá nhức đầu. Anh ta hỏi xa rồi hỏi gần, hỏi lớn rồi nhỏ, hỏi vuông rồi lại hỏi tròn. A Nan hỏi tánh thế tại sao có thể thấy được nhiều thứ mà lại nhỏ như vậy. Phải chăng tường vách ép lại hay cắt đứt đoạn tánh thế ấy đi? Bạch Thế Tôn, cái thế này như vậy. Khi con ở cõi trời Tứ Thiên Vương, con thấy được rất nhiều. Và nay con ở trong phòng, con lại thấy rất ít. Bản thể của nó trùm khắp cả pháp giới. Thể tính của tánh thế này vốn trùm khắp cả hư không pháp giới. Nay tại trong phòng thì tánh thế chỉ khắp một phòng. Bây giờ cái thế chỉ còn lại trong phạm vi căn phòng này. Vậy cái thế này rút lớn thành nhỏ chăng? Phải chăng cái thế đã lớn nay bị co rút lại nên quá thành nhỏ? Từ bao la như pháp giới nay rút nhỏ lại bằng kích thước trong một căn phòng. Rốt ráo tánh thế ấy đã bị rút nhỏ lại như thế nào? Con không hiểu được đạo lý này. Cây bành thì lớn khi nó chứa đầy không khí, nhưng khi xả không khí ra thì nó trở thành nhỏ. Không khí biến mất, hình dáng trái banh cũng không còn. Phải chăng tánh thế cũng như trái banh? A Nan vẫn lẫn lộn tánh thế với vật thể. A Nan vẫn nghĩ rằng, tánh thế là một vật. Con vừa nghĩ ra một cách dùng thí dụ để tranh luận với Thế Tôn và đã thắng. Con sẽ nghĩ ra cách để vô hiệu hóa lý lẽ của Thế Tôn. Con sẽ tìm ra cách chứng minh cho lập luận của con đưa ra là đúng, và Thế Tôn sẽ chứng minh cho con. Đó là những gì đang diễn biến trong đầu A Nan. Thế Tôn bảo rằng mọi điều con nói đều sai, con dứt khoát sẽ tìm ra cách chứng tỏ đó là đúng, và Thế Tôn phải công nhận. Người ta cho rằng ngã chấp của A Nan bây giờ quá kiên cố. Sao Thế Tôn bảo rằng mọi điều con nói đều sai? Thế nên A Nan bảo rằng tánh thế bị co rút nhỏ lại, hay bị tường vách xen vào giữa làm cho dứt đoạn. Khi con từ ngoài đi vào trong nhà thì tường vách ép lại và cắt đứt đoạn tánh thế của con. Nếu không thì tại sao tánh thế bị nhỏ lại khi nó vốn rộng lớn trùm khắp bao la như thế? Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện. Thuở xưa, ở Trung Hoa có một gia đình rất giàu có, thấy cậu con trai lớn của mình rất tối dạ, nên mời một vị thầy rất giỏi đến nhà dạy cho con mình học. Phú ông thấy con mình quá chậm lục, sẽ sợ khổ nhọc khi học chữ, nên ông nói với thầy giáo: "Đừng nghiêm khắc quá, nếu thầy dạy được cho nó dù chỉ một ngày một chữ thôi, tôi xin tạ ơn thầy rất hậu hỷ." Thực vậy, thầy chỉ cần dạy cho nó biết được một chữ cũng là đủ lắm rồi. "Việc ấy quá dễ," vị thầy trả lời. Rồi ông ta bắt đầu dạy. Cậu học trò thật là quá ngu. Thầy dạy cho cậu ta chữ nhất. Trong tiếng Hán, đó là một nét ngang. Thầy viết ra giấy nhiều lần và bảo: "Này, nhìn đây, đây là chữ nhất, đọc là di, hãy nhớ nằm lòng." Ông thầy dạy như thế suốt mấy ngày, và cuối cùng cậu học trò không quên, cậu nhớ được chữ nhất. Một hôm, phú ông mời vị thầy đến nhà mình dùng cơm. Sau khi ăn xong, họ cùng đi dạo ngắm hoa trong vườn. Vị thầy rất tự hào nói với phu ông: "Ông bảo con trai ông rất ngu đần, nhưng tôi thấy nó rất thông minh. Tôi đã dạy cho nó biết được chữ." Phu ông vui mừng hỏi:
nó biết được chữ rồi sao? Hãy hỏi thử nó xem sao. Vị thầy bèn dùng chân mình viết một chữ nhất thật lớn trên mặt đất, rồi hỏi cậu học trò mình: đó là chữ gì? Cậu học trò ngẩng đầu lên, nhìn xăm soi hết bên này đến bên kia, rồi nói: con chẳng biết. Vị thầy bảo: tôi đã dạy cậu chữ này mấy ngày nay rồi, không nhớ sao? Đó là chữ nhất, có nhớ không? Quý vị có đoán được cậu học trò trả lời như thế nào không? Chữ nhất mà thầy dạy con đâu có lớn như thế. A Nan cũng như cậu học trò ấy. A Nan nói: khi con ở bên ngoài, con thấy được rất nhiều. Tại sao khi ở trong phòng lại thấy được ít như vậy? Lạ thật. Có phải tường vách đã ép lại và cắt đoạn tánh thấy đi chăng? Nay con chẳng biết nghĩa ấy như thế nào. Nay con không hiểu được. Càng nghe giải thích, con càng thấy mờ mịt. Chuyện ấy như thế nào? Rốt ráo, làm sao mà tánh thấy lớn rồi nhỏ? Con không hề rút nó lại, sao nó trở thành nhỏ? Nếu có thể rút nhỏ nó lại được, thì ít nhất cũng có người đã rút nó rồi. Hay có lẽ là do tường vách chắn đứt đoạn tánh thấy ấy đi. Con không hiểu được điều này. Đơn giản đó là gì? Kính mong Như Lai từ bi dạy rõ. Bạch Thế Tôn, cúi mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót, giải từ mối nghi này cho chúng con, và từng lúc giảng bày rõ ràng giáo lý thâm diệu. A Nan mê muội hơn tôi nhiều. Bây giờ tôi đã thông hiểu được giáo lý này, nhưng lúc ấy A Nan chưa rõ được điều ấy. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhất thiết thế gian đại tiểu nội ngoại, chư sở sự nghiệp các thuộc tiền trần, bất ưng thuyết ngôn kiến hữu thư súc. Đức Phật bảo A Nan: tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ trên thế gian đều thuộc về tiền trần, chẳng nên cho rằng cái thấy có co giảng. Giảng: A Nan chỉ nói rằng tánh thấy của A Nan bỗng dưng lớn ra rồi bỗng dưng nhỏ lại. Tánh thấy ấy co rút rồi lại giãn lớn ra chăng? Có thể như vậy không? Đức Phật bảo A Nan: tất cả các thứ trong ngoài lớn nhỏ trên thế gian, bao gồm chúng hữu tình và khí thế gian, đều thuộc về tiền trần. Chúng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ở trong, có thể ở ngoài. Tất cả các thứ, có nghĩa là những đặc tính này và các hiện tượng khác, tất cả đều là tướng trạng của tiền trần. Chẳng nên cho rằng tánh thấy có co giãn. Kinh văn: thí như phương khí trung kiến phương không, Ngô Phục vấn Nhữ: thử phương khí trung sở kiến phương không. Di phục định phương, di bất định phương. Thí như trong vật hình vuông, ta thấy hư không trong ấy có hình vuông. Này Như Lai lại hỏi ông: hư không hình vuông được nhìn thấy trong vật vuông ấy là vuông cố định hay vuông không cố định? Giảng: tại sao Như Lai bảo ông không nên cho rằng tánh thế có co giãn? Thí như trong vật hình vuông, Như Lai sẽ đưa ra ví dụ. Có một đồ vật hình vuông, một cái hộp chẳng hạn. Ta thấy hư không trong ấy có hình vuông. Vì cái hộp có hình vuông nên hư không trong ấy có hình vuông. Này Như Lai lại hỏi ông. Này Như Lai lại hỏi ông câu khác. Hư không hình vuông được nhìn thấy trong vật vuông ấy, khối vuông hư không bên trong cái hộp là hình vuông cố định hay hình vuông không cố định? Có phải hình dáng của hư không trở nên bị vuông trong cái hộp chứa nó hay chăng? Nếu đúng như thế, thì khi vật chứa bị thay đổi,
thì hình dáng khối vuông hư không sẽ không còn ăn khớp với khoảng không hiện thời của vật thể khác. Thế nên Đức Phật hỏi, hư không có hình dáng vuông là cố định hay không cố định? Nếu nó không vuông thì nó rộng lớn trùm khắp, hoàn toàn giống như tánh thế của ông. Sao ông còn nghi ngờ nó trở nên lớn hoặc nhỏ, co hoặc giãn? Kinh văn: nhược định phương giả, biệt an viên khí, không ứng bất viên. Nhược bất định giả, tại phương khí, trung ứng vô phương không. Nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra chẳng tròn. Nếu không cố định vuông, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không chẳng phải vuông. Giảng: nếu cố định vuông, thì khi ở trong vật tròn, hư không lẽ ra chẳng tròn. Nếu ông cho rằng hư không có hình dáng nhất định vuông, tới khi nó được chứa trong vật hình tròn, thì hư không lẽ ra chẳng trở nên có hình dáng tròn, mà nó vẫn giữ hình dáng vuông. Nếu không cố định vuông, nếu ông bảo rằng khoảng trống mà hư không choáng chỗ ấy không cố định, thì khi ở trong vật vuông, lẽ ra hư không chẳng phải vuông. Nếu ông bảo rằng không có hình dạng vuông cố định, thì tại sao hư không lại có hình dạng vuông khi nằm trong vật vuông? Đạo lý ở điểm này là sao? Đức Phật hỏi A Nan, rốt ráo ông nói hư không vuông hay tròn? Hư không dụ cho tánh thế. Ông nói tánh thế có co giãn, có nghĩa là trở thành lớn hoặc nhỏ. Như thế ông có cho rằng hư không trở nên vuông hay tròn được chăng? Quý vị có nhận ra rằng tại sao câu hỏi Đức Phật đưa ra càng lúc càng khó giải đáp không? A Nan càng hỏi càng trở nên mờ mịt. Kinh văn: nhữ ngôn bất tri tư nghĩa sở tại, nghĩa tánh như thị dân hà nhi tại. Ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào. Nghĩa tánh là như vậy, sao còn hỏi như thế nào nữa? Giảng: ông nói chẳng biết nghĩa này thế nào. A Nan: ông nói ông không hiểu được nghĩa lý này và không biết nghĩa lý ấy nằm ở đâu. Rốt ráo tánh thế, nghĩa tánh là như vậy. Nếu ông cho rằng tánh thế và hư không là đồng như nhau, thế thì ông hãy nói là hư không tròn hay vuông. Trên đã giải thích rằng nếu ông cho hư không vuông, thì khi nó ở trong vật tròn thì lẽ ra nó phải trở nên tròn. Nếu ông cho hư không tròn, thì khi nó ở trong vật vuông thì lẽ ra nó phải trở nên vuông. Trong lần phân tích sau cùng, ông có nói được hư không tròn hay vuông chăng? Thể tính nghĩa lý của hư không cũng giống như vậy. Thể tính của tính thế mà ông đề cập đến cũng giống như nghĩa lý về thể tính của hư không. Vậy nên, ông cho rằng tánh thế co rút lại từ lớn thành nhỏ, hoặc là bị tường vách ép lại và bị cắt rời từng đoạn. Nghĩa lý này đã được giải thích rất rõ ràng, sao còn hỏi như thế nào nữa? Nay ông đã nhận rõ đạo lý về hư không, vậy sao ông còn hỏi tánh thế chỗ nào làm gì nữa? Tánh thế bao trùm khắp mọi nơi, sao ông còn giả định cho tánh thế một nơi chỗ, rồi hỏi Như Lai tánh thế ở chỗ nào nữa? Kinh văn: A Nan nhược phục dục linh nhập vô phương viên, đảng trừ khí phương không thể vô phương. Bất ưng thuyết ngôn cánh trừ hư không phương tướng sở tại. A Nan, nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn, thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật, thể hư không vốn chẳng vuông, không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư không. Giảng: tại sao? A Nan,
nếu muốn nhận ra tính chẳng vuông tròn, ông muốn hư không trong đồ vật chẳng có hình dạng vuông hay tròn và không cần phải thích ứng với khối vuông hay tròn của đồ vật, thì chỉ cần trừ bỏ cái vuông của đồ vật, vì thể hư không vốn chẳng vuông. Thể tánh của hư không vốn chẳng vuông hay tròn, nó có thể là vuông hay tròn. Vậy ông không nên nói phải bỏ đi tướng vuông của hư không. Đem hư không từ tướng vuông tạm thời mà nó có được khi thích ứng với hình dáng đồ vật chứa nó. Đơn giản là chỉ cần thay đổi vật chứa. Ông chẳng cần phải làm điều gì hết đối với chính hư không. Ông chẳng cần phải cố gắng làm thay đổi hình dáng hư không, vì hư không vốn không có hình dáng. Nó thích ứng với đồ vật chứa nó. Hư không bên trong chẳng bị cắt rời với hư không bên ngoài. Nó vẫn dung thông với nhau. A Nan, ông nghĩ rằng vật chứa là chướng ngại như cách ông nghĩ về tường vách đã ngăn che và cắt đứt tánh thấy của ông. Nhưng thực ra, hư không chẳng trở thành vuông hay tròn do vật chứa, và tánh thấy của ông cũng chẳng trở nên lớn hay nhỏ do tường vách. Chẳng còn đạo lý nào khác hơn như vậy nữa. Sao ông còn muốn nêu ra nữa? Ông không nên nói như vậy. Đây là lời Đức Phật quở trách A Nan. Kinh văn: Nhược như nhữ vấn nhập thức chi thời, xúc kiến linh tiểu ngưỡng quan nhật thời. Nhữ khởi dạng kiến tề ư nhật diện, nhược trúc tường vũ năng giáp kiến đoạn. Xuyến di tiểu đậu ninh du đậu tích, thị nghĩa bất nhiên. Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thế đã rút nhỏ lại, vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thế đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh thế phải đứt đoạn, thì khi xoay một lỗ nhỏ, sao không thấy dấu núi? Nghĩa ông nói chẳng đúng. Giảng: Nếu như ông hỏi, khi vào trong nhà, tánh thế đã rút nhỏ lại, ý của ông cho rằng tánh thế của ông là cái gì đó có thể trải ra, có thể gấp lại và cũng có thể dứt bỏ đi. Vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải chăng tánh thế đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Thực vậy, tất cả những gì ông cần nhìn thấy mặt trời là ngẩng mặt lên và nhìn. Nhưng nếu như ông vừa nói, tánh thế của ông co rút lại khi ông vào trong nhà, vì lẽ ấy, liệu ông có thể cầm tánh thế trong tay rồi kéo giãn nó ra như cách khi ông nhìn mặt trời được chăng? Nếu bị tường vách ngăn ép khiến cho tánh thế phải đứt đoạn, thì theo ý ông, khi ông làm nhà, tường vách có thể ép lại và cắt dứt đoạn tánh thế của ông. Nếu tánh thế của ông có thể được cắt rời ra, thì lẽ ra nó cũng sẽ được nối liền lại khi ông khoét một lỗ nhỏ trên tường để nhìn xuyên qua. Thì khi xoay một lỗ nhỏ, sao không thấy dấu nối? Chẳng hạn, nếu áo bị rách, sau khi vá xong sẽ còn thấy vết mạng trên đó. Cũng vậy, nếu tánh thế của ông tự nó bị cắt đứt bởi tường nhà, rồi lại được nối liền lại, sao chẳng thấy chút dấu vết nào? Lẽ ra chắc chắn phải có vết tích còn lại. Do vậy, nghĩa ông nói chẳng đúng. Lý lẽ mà ông giả định là hoàn toàn sai lầm. Kinh văn: Nhất thiết chúng sanh tòng vô thủy lai mê kỵ di vật, thức ư bổn tâm vì vật sở chuyển, cố ư thị trung quan đại quan tiểu. Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay mê mình là vật, lạc mất bản tâm, bị vật xoay chuyển, nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Giảng: Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay
mê mình là vật. Tất cả chúng sinh là bao gồm các loài sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ nơi ẩn thấp và do quá sinh, các loài có sắc tướng, không có sắc tướng, các loài có tưởng, các loài không có tưởng. Loài chẳng phải hữu sắc, loài chẳng phải vô sắc, loài chẳng phải hữu tưởng, loài chẳng phải vô tưởng. Tất cả các loài chúng sinh ấy đều quên mất chính mình và xem mình là vật. Họ không biết rằng các vật ấy đều vốn là vật lưu xuất từ chân tâm. Lạc mất bản tâm, bị vật xoay chuyển. Chân tâm vốn chưa từng bị lạc mất, nhưng dường như họ quên mất chân tâm. Họ không biết rằng họ vẫn còn có bản tâm. Thế nên chân tâm thường trú đã bị vật xoay chuyển. Thay vì vật bị xoay chuyển bởi chân tâm, nên trong ấy xem có lớn nhỏ. Ông xem xét rồi cho rằng tánh thấy là lớn, rồi biến thành nhỏ. Điều ấy chứng tỏ rằng ông hoàn toàn điên đảo. A Nan, ông thật đáng thương xót. Kinh văn: Nhược năng chuyển vật, tắc đồng Như Lai. Thân tâm viên minh, bất động đạo tràng. Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai, thân tâm tròn đầy sáng suốt, là đạo tràng bất động. Giảng: Nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Nghĩa lý câu này như thế nào? Bị vật xoay chuyển có nghĩa là dính mắc với bất kỳ cảnh vật bên ngoài nào mà ông gặp phải, bất kỳ hoàn cảnh nào mà ông đang ở trong đó và bị kẹt dính trong đó. Ngay khi ông bị dính mắc là ông bị chạy theo vật, tâm tánh của ông bị mất tự chủ và chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài. Một khi đã chạy đuổi theo cảnh vật bên ngoài rồi thì càng chạy đuổi theo càng xa mục đích, và càng xa mục đích càng chạy đuổi theo. Cũng như khi quý vị bị lạc đường, càng khó tìm ra lối về, càng trở nên bực dọc. Càng trở nên bực dọc, càng đi xa lối về. Càng đi xa lối về, càng rơi vào con đường lầm lạc. Chạy theo vật và bị vật xoay chuyển cũng có cùng ý nghĩa như vậy. Thế nào là ý nghĩa của chuyển được vật? Có nghĩa là không chạy theo cảnh vật, mà thay vì vậy khiến vật phải xoay chuyển theo mình và chạy theo mình. Vật thì vô tri, quý vị nói, làm sao nó chạy theo con được? Nhưng vật hữu tình có thể chạy theo con người, và con người chúng ta có thể chạy theo vật, vì chúng ta đều là sinh vật. Nhưng làm sao mà vật có thể chạy được? Đừng nên quá cứng ngắc trong kiến giải của mình. Vật xây chuyển quý vị, hoặc quý vị xây chuyển vật. Nếu quý vị không chạy theo vật, thì vật sẽ bị xây chuyển bởi quý vị. Ý nghĩa ở chỗ, nếu quý vị nhận ra chân tâm, thì tất cả mọi cảnh giới bên ngoài chỉ là biểu hiện từ tâm. Nó chỉ là vật hiện ra từ trong chân tâm quý vị, vì nó là vật trong tâm quý vị. Tại sao quý vị còn muốn chạy theo nó nữa? Đừng chạy theo chúng nó nữa. Cơ bản là vốn chẳng có sự phân cách giữa quý vị và vật. Chuyển được vật có nghĩa là nhận ra mọi vật chỉ là lưu xuất từ tâm. Bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh có nghĩa là quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh. Đi ngược lại với giáo lý giác ngộ và tạo mối quan hệ với cảnh trần, với thế gian. Đó là bị vật xoay chuyển. Quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh là tạo mối quan hệ với vật. Cũng như khi có người muốn mở một dịch vụ thương mại mà không có đủ vốn, và có người khác giúp đỡ bằng cách đề nghị mua chứng khoán. Khi quý vị quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh, đó là cũng như thể quý vị hùng chung phần với cảnh trần. Quý vị đã tham gia cùng với nó, có nghĩa là quý vị đã bị vật xoay chuyển. Nếu quý vị xoay chuyển được vật, thì quý vị sẽ là quay lưng lại với trần cảnh và hòa nhập cùng giác ngộ. Quý vị khác hẳn với những vật mà quý vị hiện đang nhìn thấy. Quý vị tự tách biệt hẳn chúng và hòa nhập cùng tánh giác. Cũng giống như khi quý vị xoay bàn tay mình, lưng bàn tay biểu tượng cho sự quay lưng lại với giác ngộ và hòa nhập vào trần cảnh. Lực giữa bàn tay biểu tượng cho sự quay lưng lại với trần cảnh
và hòa nhập cùng tánh giác. Chỉ là trở bàn tay, đó là ý nghĩa chuyển được vật. Nếu quý vị có thể chuyển được vật thì quý vị đồng với Như Lai. Tại sao Như Lai được gọi là Như Lai? Vì Ngài đã hồi đầu thị ngạn. Ngài là đấng hiểu biết chân chánh, thế nên được gọi là Như Lai. Nếu quý vị đã nhận ra được chân tâm mình thì quý vị tức đồng Như Lai. Làm sao mà thân tâm được tròn đầy sáng suốt? Ông đã đạt được sự giác ngộ và có đồng thể tánh với Như Lai, thế nên ông có được sự sáng suốt và hoàn toàn viên mãn, là đạo tràng bất động. Thế nên bất kỳ quý vị ở đâu thì đó cũng là đạo tràng. Mọi nơi đều là pháp thân. Đạo tràng là nơi để công phu tu tập. Chẳng hạn như nơi Đức Phật ngồi dưới cây Bồ đề tu tập thiền định được khai ngộ, nên gọi nơi đó là Bồ đề đạo tràng. Nay chúng ta đang ở trong Phật giáo giảng đường, nên đây được gọi là đạo tràng Phật giáo giảng đường. Nếu quý vị có thể chuyển được vật thì bất kỳ ở đâu cũng là pháp thân. Bất luận quý vị ở đâu đều là như như bất động. Bất luận đi đâu cũng là vô ngại. Bất luận đi đâu cũng là bất động đạo tràng. Bất động là biểu thị cho một loại định lực. Quý vị chuyển được vật thì quý vị có định lực, là năng lực của Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Kinh văn: Ư nhất mau đoan biến năng hàm thọ thập phương quốc độ. Trên đầu mãi long có thể chứa trọn cả cõi nước trong mười phương. Giảng: Trên đầu mãi long không chỉ đề cập đến tóc trên đầu mà còn cả lông trên thân. Nó có thể chứa trọn cả cõi nước trong mười phương. Các cõi nước khắp mười phương đều có thể chứa trọn trên đầu một mãi long. Một điểm nhỏ như thế lại chứa được cả mười phương cõi nước. Quý vị có thể nói được những cõi nước này rộng lớn như thế nào không? Tôi không tin nghĩa lý này được, quý vị nói. Sợi lông nhỏ của tôi còn không thể chứa nổi một người, huống gì cả mười phương cõi nước. Nói gì đến một người, nó còn không thể chứa nổi một phần tử nhỏ bé của vật nào đó. Làm sao nó có thể chứa được cả mười phương cõi nước? Đơn giản, đó là sự di diệu của Phật Pháp. Sự không liễu đạt Phật Pháp của quý vị nằm ở đây. Dù trên đầu mãi long là nhỏ, nhưng cái nhỏ lại chứa đựng được cái lớn. Trong cái nhỏ ấy có thể hiện ra cảnh giới các cõi nước khắp mười phương. Nếu quý vị khai được Phật nhãn, quý vị thấy được cảnh giới này rất rõ ràng. Quý vị đã có được thần thông, lực dụng bất khả tư nghị. Trong cái nhỏ hiện bày cái lớn. Chỗ tuy nhỏ nhưng có thể hiện bày cảnh giới rộng lớn vô cùng. Sao vậy? Vì quý vị có đồng thể tánh với Như Lai. Như Lai có thể ư nhất mau đoan hiện bảo dương sát, tòa di trần lý chuyển đại pháp luân. Trên đầu mãi long hiện ra vô số bảo dương quốc độ, ở trong hạt bụi mà chuyển đại pháp luân. Di diệu của Phật Pháp là như vậy. Kinh văn: A Nan bạch Phật Ngôn Thế Tôn: Nhược thử kiến tinh tất ngã diệu tánh, linh thử diệu tánh hiện tại ngã tiền, kiến tất ngã chân, ngã kim thâm tâm, phục thị hà vật. Nhi kim thâm tâm phân biệt hữu thực, bị kiến vô biệt phân biện ngã thân. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này nhất định là chân tánh nhiệm màu của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. Tánh thấy đó chắc thật là con. Vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? Nhưng nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt được thân con. Giảng: Đức Phật giảng bài giáo lý thầm thâm, pháp vi diệu, định lực nhiệm màu, nhưng A Nan vẫn chưa thể nhập được. Ông vẫn còn thích hỏi. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy này
nhất định là chân tánh nhiệm màu của con, thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt. Tánh thấy có thể thấy được chắc chắn là chân tánh nhiệm màu của con, thì nó phải ở trước mắt con. Bây giờ A Nan cho rằng tánh thấy ở trước mặt mình. Nếu tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? Nếu tánh thấy của con thấy được con, thế thì thân tâm con hiện nay được gọi là gì? Nó là vật gì? Nhưng nay thân tâm con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt được thân con. Thân tâm con có sự phân biệt, trong khi tánh thấy của con không có sự phân biệt nên không thể biết được thân con. Kinh văn: Nhược thật ngã tâm, linh ngã kim kiến, kiến tánh thật ngã, nhi thân phi ngã. Nếu thật là tâm con khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng phải là con. Giảng: Nếu thật là tâm con khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy thật là con, còn thân chẳng phải là con. Nếu Như Lai bảo rằng tánh thấy thật là tâm con, nó có thể khiến cho con thấy được, và tánh thấy khiến có thể thấy được thật sự là con thấy được, và do con thấy nên con biết đó thực sự là tâm con. Nhưng con không thấy được tánh thấy của con, nên thực tế con không biết được nó có phải là của con hay không. Nếu tánh thấy là con, thì thân này không phải là của con, nó trở thành là vật, nó trở nên một vật khác. Khi A Nan nói, thực là A Nan đã khiến cho người khác khó hiểu nổi. May nhờ Đức Phật có đại trí huệ nên đã giúp cho A Nan trả lời được như A Nan đã làm. Kinh văn: Hà thù Như Lai tiên sở nạn ngôn, vật năng kiến ngã, Di Thùy đại từ khai phát dị ngộ. Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: Vật có thể thấy được con chăng? Cuối mong đấng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. Giảng: Khác nào trước kia Như Lai gạn hỏi: Vật có thể thấy được con chăng? Vì sao điều này lại khác với điều mà Thế Tôn đã hỏi con trước đây? Thế Tôn bảo: Nếu tánh thấy là vật, thì lẽ ra vật phải thấy được con. Bây giờ cái thấy đang ở trước mặt con, và nó đồng với nghĩa lý mà Thế Tôn đã nói cho con trước đây. Cúi mông đứng đại từ bi chỉ bày cho kẻ chưa ngộ. Nguyện xin Thế Tôn đem lòng đại từ bi giảng giải cho chúng con đạo lý chưa được tỏ ngộ. Kinh văn: Phật cáo A Nan kim nhữ sở ngôn, kiến tài nhữ tiền thị nghĩa phi thật. Đức Phật bảo A Nan: Này ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Giảng: Quý vị có thể cho rằng A Nan là người mê trong mê. Thực vậy, mặc dù A Nan chắc chắn là không mê, nhưng A Nan thì hiện tướng chúng sinh đang mê muội để giúp cho chúng sinh giải trừ sự mê muội ấy. A Nan hành xử với hành vi của mọi chúng sinh. A Nan khiến họ thấy rằng A Nan mê muội đến mức độ như vậy mà cũng được giác ngộ. Nay chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của kinh văn. Có nhiều người thông minh hơn A Nan rất nhiều và cũng ít mê mờ hơn. Trước đây trong kinh văn, A Nan đã nói rằng cái thấy đang ở trước mắt mình và không liên quan gì đến thân A Nan. Rồi A Nan cầu xin Đức Phật chỉ dạy cho ông đạo lý này. Đức Phật bảo A Nan: Do A Nan hỏi, nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp trả lời. Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy không đúng. Ông nói rằng tánh thấy có thể thấy được vật là ở trước mặt ông, nhưng sự khẳng định của ông là hoàn toàn nhầm lẫn, hoàn toàn sai lầm. Đức Phật tức thì chỉ thẳng cho A Nan. Kinh văn: Nhược thật nhữ tiền,
nhữ thực kiến giả, tắc thử kiến tinh, ký hữu phương sở, phi vô chỉ thị. Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông, và ông thật thấy được, thì tánh thấy này đã có chỗ nơi, chẳng phải không chỉ ra được. Giảng: nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông, nếu trường hợp ấy thực sự là cái thấy ở trước mặt ông, và ông thật thấy được, thì lẽ ra ông phải thấy được cái thấy, nhưng ông đã không thấy được cái thấy. Thế nên điều ông nói là sai. Nếu ông thực sự thấy được nó, thì tánh thấy này đã có chỗ nơi. Ở phía trước mặt, nghĩa là phải có một vị trí, chẳng phải không chỉ ra được. Nếu cái thấy là ở trước mặt ông, điều gì biểu hiện ở đó khiến cho ông nghĩ rằng nó hiện hữu ở đó? Kinh văn: thả kim giữ nhữ tòa kỳ đà lâm, biến quan lâm cừ, cập giữ điện đường thượng. Chí nhật nguyệt, tiền đối hàng hà. Nhữ kim ư ngã, sư tử tòa tiền. Cử thủ chỉ trần, thị chủng chủng tướng. Ấm giả thị lâm, minh giả thị nhật. Ngà giả thị bích, thông giả thị không. Như thị nải chí, thảo thọ tim hào. Đại tiểu tuy thù, đảng khả hữu hình, vô bất chỉ trước. Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong vườn kỳ đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa, xa đến mặt trời, mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay ông đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy. Chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, chỗ ngang ngại là vách, chỗ thông suốt là hư không. Như thế cho đến cọ cây, mẩy lông lớn nhỏ, tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được. Giảng: Đức Phật nói đoạn kinh văn này để phá trừ chấp trước của A Nan. Vậy nay Như Lai cùng ông đang ngồi trong vườn kỳ đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa, xa đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Ngồi trong vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, từ các hồ nước nhỏ ở đây trong khu Già Lam, xem đến các cung điện mặt trời mặt trăng đối diện với sông Hằng. Nay ông đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ ra các tướng loại ấy. Ông hãy dùng tay chỉ ra các loại tướng trạng khác nhau này. Chỗ mát là rừng cây, chỗ râm mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, là nơi được mặt trời chiếu sáng. Chỗ ngăn ngại là tường vách, nơi chướng ngại không cho các vật xuyên qua. Chỗ thông suốt là hư không, nơi xuyên qua được và không chướng ngại. Như thế cho đến cọ cây, mẩy lông lớn nhỏ. Như Lai nói tổng quát và như thế có nghĩa là bao gồm hết thảy các vật chưa được đề cập đến, từ ngọn cỏ cho đến mẩy lông, như tôi đã giảng ở trước. Ư nhất mau đoan, hiện bảo dương sát, tòa di trần lý, chuyển đại pháp luân. Di trần có nghĩa là một hạt bụi rất nhỏ và một mẩy lông, đều biểu tượng cho vật nhỏ nhất nhất. Tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được. Lớn hay nhỏ, tất cả những vật đã có hình tướng đều có thể chỉ ra được. Này trong số đó, quý vị có thể chỉ ra tánh thấy là vật nào chăng? Cái nào là tánh thấy của quý vị? Tánh thấy đã được nói đến rất nhiều lần, nhưng A Nan vẫn không hiểu được. Thế nên tánh thấy vẫn còn được giải thích nữa. Có 10 biểu tượng của tánh thấy, 10 dạng đặc điểm để chỉ ra tánh thấy không sinh diệt, không đến đi. Thực sự có lẽ A Nan đã nhận ra rồi, nhưng vì chúng sinh mà A Nan hỏi pháp. Vì có nhiều chúng sinh
vẫn chưa hiểu được. Như khi A Nan tham vấn về tánh thấy với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như thể đang đối đáp từng lời trong một vở kịch, mỗi ý đều ăn khớp với nhau. Kinh văn: Nhược tất hữu kiến, hiện tại nhữ tiền, nhữ ân dĩ thủ, xác thật chỉ trần, hà giả thì kiến. A Nan đương tri, nhược không thì kiến, ký dĩ thành kiến, hà giả thì không. Nhược vật thì kiến, ký dĩ thì kiến, hà giả di vật. Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông, thì ông phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. A Nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là vật? Giảng: Nếu nhất định có cái thấy hiện ở trước mắt ông, nếu ông nhất định muốn cho rằng tánh thấy của ông là vật hiện ra trước mặt ông, thì nó chắc chắn giống như một vật đã được đặt ở đây. Thì ông phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. Nếu nó ở trước mắt ông, thì lẽ ra ông phải chỉ ngay nó ra, đúng vậy không? Nói nhanh. Nhưng A Nan không nói được một tiếng. Sao vậy? A Nan không tự chủ được. A Nan muốn đưa ra vấn đề khác để tranh luận, nhưng A Nan chưa có một ý tưởng mới nào trong đầu cả. Thế nên A Nan vẫn líu lưỡi. A Nan nên biết, nếu hư không là cái thấy, đã thành cái thấy rồi thì cái gì là hư không? Ông phải biết điều này. Ông đã hiểu chưa? Đến đây, Đức Phật có hơi sốt ruột. Vốn Đức Phật không bao giờ sốt ruột, nhưng bây giờ dường như cơn sốt ruột trong Ngài trỗi dậy. Nếu hư không là cái thấy, thì lẽ ra nó không có tên hư không. Thế hư không tự nó đã biến đi đâu? Nơi nào có cái thấy, nơi ấy lẽ ra chẳng có hư không. Nếu tánh thấy của ông nằm ở đó, thì ở đó chẳng có hư không. Vậy cái gì là hư không? Hư không hay tánh thấy? Nếu vật là cái thấy, đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là vật? Có lẽ ông sẽ nói, chẳng phải tánh thấy của tôi là hư không? Đúng ra, mọi thứ mà tôi thấy được phía trước đều là cái thấy của tôi. Thế thì cái gì là vật? Nếu vật là tánh thấy của ông, thì lẽ ra nó không được gọi là vật. Nếu nó không phải là vật, thì nó là cái gì? Nói nhanh. Đức Phật đối chất trực tiếp với A Nan và buộc A Nan phải trả lời. Kinh văn: Nhữ khả di tế phi bát vạn tượng, tích xuất tinh minh, tịnh diệu kiến nguyên, chỉ trần thì ngã, đồng bỉ chư vật, phân minh vô quặc. Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật, chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia một cách phân minh không nhầm lẫn. Giảng: Ông nên phân tích kỹ càng trong vạn vật. Ông hãy vận dụng bộ não một cách tinh tế để nghiên cứu thật chi tiết, để đừng nói một cách vô tình và nhầm lẫn nữa. Đừng trả lời ngay không chút do dự. Nay ông nên dắt kiệt trí lực của ông để tham cứu kỹ câu hỏi này. Suốt hết thảy mọi hiện tượng, chọn ra trong số hình tượng của cả ngàn vật thể như cách ông đi xuyên suốt qua nó và giải phẫu nó ra bằng dao, bóc nó ra từng mảnh, như thể ông dùng dao tách dần từng lớp da ra vậy. Chọn ra tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu, chọn ra rõ ràng tánh thấy sáng suốt mà mọi người có thể thấy và nhận ra được. Tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu nhất có thể thấy được.
chỉ rõ ra ngã thể cùng các vật kia. Ông nói xem, hãy chỉ ra rõ ràng ngay cái gì là tánh thấy của ông và cái gì là vật một cách phân minh không nhầm lẫn. Ông phân biệt điều này được chăng? Hãy thử xem. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tạng thư Phật học .net qua email tạng thư Phật học @gmail.com hay pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.